con không nói sao chú biết? Mà chuyện gì vậy con? Ớt chết rồi. À, ớt đó hả? Rồi sao? Bây giờ không có tiền. Làm sao có tiền chú? Trời ơi, con mới có 3 tuổi thôi. Con cần tiền để làm gì vậy? Giờ con muốn có tiền chứ gì? Ok, có ngay. Rồi đi lên đây nè. Cầm cái này. Rồi, cái này đó. Rồi đi lại lau tủ kính đi chú trả lương. Lau cho sạch cho kỹ nha. Kiểm tra mà không sạch là không có nhận lương đâu, không có tiền đâu á. Mẹ cha đâu thấy cảnh này. Xin tiền sắm Tết nói này nói kia. Tết này con muốn đẹp hơn. Giờ con chăm chỉ siêng năng kiếm tiền. Con là con gái mẹ ơi. Thích mua son phấn làm hồng môi con.